Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến những bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội, tài khoản Angela Phương Trinh thừa nhận đã không khéo khi diễn đạt cảm xúc của mình. Đồng thời người này gửi lời xin lỗi về những phát ngôn khiến người xem không vui và xảy ra những ý kiến trái chiều. Tài khoản Angela Phương Trinh bày tỏ sẽ xóa các bài viết để tránh gây ra những ý kiến trái chiều. Người này viết, Trinh còn nhiều kém dở và vẫn đang trên con đường học đạo của mình. Trinh sẽ cẩn trọng hơn trong việc diễn đạt cảm xúc của mình và mong cả nhà yêu thương và thông cảm cho Trinh. Cũng trong bài viết của mình, tài khoản Angela Phương Trinh lên tiếng về những tin đồn liên quan đến mình thời gian qua, đồng thời chia sẻ, Trinh xin chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn những ai đã yêu mến ủng hộ Trinh và cả những lời góp ý để Trinh được hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Theo ghi nhận, hiện tại bài viết trên fanpage Angela Phương Trinh có hơn 2,2 triệu lượt theo dõi đã nhận hơn 5.000 lượt thích sau vài giờ đăng tải. Tuy nhiên, tài khoản này hạn chế phần bình luận cho dòng trạng thái này. Dù vậy, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng chia sẻ bài viết trên các diễn đàn, chuyên trang bàn luận chuyện showbiz. Lời giải thích của tài khoản Angela Phương Trinh không thuyết phục được cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ thái độ bất bình cho rằng dù là trang cá nhân có hàng triệu lượt theo dõi nhưng lại không cẩn trọng khi chia sẻ thông tin vậy nên việc lộng ngôn trên mạng xã hội cần bị xử lý thích đáng để làm gương một tài khoản bình luận tung hoành ngang dọc cho đã rồi xin lỗi kịch bản này tôi lạ gì với mấy người nữa người xem khác nêu quan điểm thích gì làm đấy gây chuyện xong là xin lỗi thế thì loạn một khán giả bày tỏ phát ngôn linh tinh xong giờ đi xin lỗi tôi không đồng ý đấy thì làm sao nào xin lỗi là chuyện của em Thá lỗi hay không lại là chuyện khác, một khán giả nêu quan điểm. Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm vụ việc để làm gương. Nhiều người còn đề nghị các nhãn hàng dừng hợp tác như một cách cảnh cáo đối với những trường hợp người nổi tiếng phát ngôn gây bức xúc trong dư luận. Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý cô này, cư dân mạng viết. Một tài khoản bày tỏ, đề nghị nhãn hàng mà bạn này đang quảng cáo dừng lại hết, không thuê nữa. Một người xem khác khẳng định, tôi sẽ không mua bất cứ hàng hóa nào cô này làm đại diện. Những ngày qua, Angela Phương Trinh gây bão mạng xã hội với những phát ngôn gây tranh cãi. Theo đó, những phát ngôn của cô liên quan tới hành giả thích minh tuệ và phương thức tu học Pháp đầu đà, khiến nhiều khán giả chỉ trích. Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh đã liên tục đăng tải các bài viết nêu quan điểm bài trừ phương pháp tu hành của ông Thích Minh Tuệ bằng lời lẽ nặng nề, giọng điệu gay gắt. Cô mỉa mai khi cho rằng đây là bộ phim và xem ông Thích Minh Tuệ là diễn viên. Thậm chí, cô gọi những người mang quan điểm khác mình là giặc, những ý kiến không giống mình là truyền thông bẩn. Theo ghi nhận, một kênh TikTok có tên hiển thị là Thích Minh Tuệ không giấu, tên trên đường dẫn là A Còng Minh Tuệ Kinh Phật, hình ảnh đại diện là ảnh một người đàn ông trông giống ông Thích Minh Tuệ. Vào thời điểm 17 giờ ngày mùng 6 tháng 6, kênh TikTok này đang thu hút hơn 31.500 người theo dõi trên kênh có 7 video, nội dung chia sẻ là hình ảnh tượng Phật kèm theo triết lý nhà Phật. Mỗi video trên kênh này có hàng trăm nghìn lượt xem. Theo tìm hiểu về điều khoản của TikTok, tích xanh là dấu hiệu cho thấy tài khoản đã được xác minh, thể hiện độ uy tín và giúp người dùng nhận biết đây cũng là tài khoản chính chủ. Thông thường, tích xanh TikTok được cấp cho người có số lượng theo dõi lớn, nhân vật của công chúng, công ty truyền thông hoặc thương hiệu nổi tiếng. Thực tế ngoài kênh tiktok chính chủ vừa nêu thì còn nhiều kênh khác cùng tên nhưng cũng có lượt theo dõi khá cao với hàng chục nghìn người theo dõi những kênh mạo danh này cũng đăng tải lại những video ông thích minh tuệ là nhân vật chính tuy nhiên theo nhận định từ một số chuyên gia hầu hết những tài khoản trên đều là giả mạo có thể chỉ mới tạo ra thời gian gần đây hoặc vừa được đổi tên nhằm mục đích thu hút lượng tương tác trong giai đoạn này ông phạm sĩ lợi một chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực truyền thông chia sẻ không khó để thấy rằng đây là chiêu trò của một bộ phận người dùng TikTok đang lợi dụng thời điểm nhạy cảm này để câu view, câu follow từ cái tên Thích Minh Tuệ. Theo ông Lợi, sau khi đã thu hút được một lượng tương tác nhất định, những tài khoản TikTok giả mạo trên có thể được đổi tên và bán đi với giá hàng chục triệu đồng. Đây cũng là chiêu trò quen thuộc mà nhiều đối tượng sử dụng mỗi khi có những cái tên hot xuất hiện, bất chấp việc họ nổi tiếng hay tai tiếng. Ngay trong chiều cùng ngày, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok tại Việt Nam Thông tin Nhanh cho biết sẽ kiểm tra ngay dù chưa có thông tin chính thức, song bước đầu, ông Nguyễn Lâm Thanh cũng chung nhận định đây có thể là tài khoản giả mạo được một cá nhân nào đó đổi tên từ một tài khoản khác đã được cấp tích xanh trước đó. Tới 23 giờ cùng ngày, ghi nhận của phóng viên báo công thương, tài khoản có tên Thích Minh Tuệ không giấu. User Minh Tuệ Kinh Phật đã bị TikTok gỡ bỏ tích xanh. Điều này đồng nghĩa với việc tài khoản có tên Thích Minh Tuệ không giấu là tài khoản giả mạo, không phải chính chủ của ông Thích Minh Tuệ. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú, tức Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở thôn 6 xã Yato, huyện Krai, tỉnh Gia Lai, hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo, bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa theo trục đường chính lên cao bằng Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược trở lại, hiện đã đến khu vực miền Trung. Vừa qua, cổng thông tin của ban tôn giáo chính phủ cho hay, sau khi một số người đi bộ theo ông Thích Minh Tuệ gặp vấn đề sức khỏe, cơ quan chức năng đã gặp gỡ trao đổi về việc nhà nước tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người. Chính quyền địa phương tạo điều kiện để ông được đi bộ hành trì theo ý nguyện song cần đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Thích Minh Tuệ đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Trong hành trình đi bộ từ Bắc vào Nam, xuất hiện một nhân vật đi theo ông Thích Minh Tuệ được dư luận chú ý. Người đàn ông này có vẻ ngoài dữ tợn, thường xua đuổi những người lạ mặt có ý đồ không tốt, quấy nhiễu ông Thích Minh Tuệ. Do có ngoại hình khá giống với hình ảnh miêu tả của vị hộ pháp nổi tiếng, nên được dân mạng gọi là hộ pháp Kim Cang. Sau khi ông Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng việc bộ hành khất thực, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại hình ảnh hộ pháp Kim Cang ngồi trước đạo tràng với nội dung. Hộ pháp Kim Cang tự xưng có vẻ đã tự lập đạo tràng, sau nữa làm gì thì mọi người tự hiểu. Địa điểm quay đoạn clip chưa được xác thực. Tuy nhiên, sau khi được chia sẻ trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ sự bức xúc. Trước đó, từng có bài viết Hộ Pháp Kim Cang theo chân ông Thích Minh Tuệ là ai? Dẫn lời người đàn ông nhận là cháu của Hộ Pháp Kim Cang đã chỉ rõ việc làm của người đàn ông này đã làm khổ vợ con và gia đình. Theo đó, Hộ Pháp Kim Cang, tên thật là DVP, sinh năm 1982, quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Anh ca, người được giới thiệu là cháu của hộ pháp Kim Cang cho biết, ông P không phải là người tu tập. Người đàn ông này đi theo ông Thích Minh Tuệ với mục đích riêng. Ngày 6 tháng 6, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên có hành vi bế một cháu trai, điều khiển xe máy bằng một tay, lao vun vút trên đường vành đai ba trên cao. Hình ảnh nêu trên do một người ngồi trên xe ô tô ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, thanh niên đi xe máy tay ga màu trắng đen, gắn biển kiểm soát 29S1438XX và không đội mũ bảo hiểm. Thời điểm bị người dân ghi hình, thanh niên này đang phóng xe trên đoạn đường trên cao gần tòa nhà Kiang Nam, hướng đi sân bay Nội Bài. Chiếc xe cũng không lắp gương chiếu hậu đầy đủ theo quy định. Đáng chú ý, tay trái anh ta ôm một cháu trai, tay phải cầm lái và lao vun vút trên cung đường cấm xe máy lưu thông theo chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 6. Đoạn đường vành đai 3 trên cao được gắn camera giao thông để phục vụ việc xử phạt nguội qua hình ảnh. Sau khi có thông tin về thanh niên đi xe máy vi phạm, đơn vị sẽ cung cấp thêm. Trước đó, đội cảnh sát giao thông số 6 cũng thường xuyên cử các tổ công tác tuần tra, ra quân xử lý người vi phạm trên tuyến vành đai 3 trên cao. Tuy nhiên, một số trường hợp người điều khiển xe máy vẫn cố tình lưu thông vào, dù đây là đường cấm xe máy.